Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện tại tôi đang có mặt tại nhà chú Phúng ở Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng các bạn nhé. Chú Phúng sở hữu 3 con trâu rất là to. Hôm nay chú đã bán một con, bán 2 con chứ. Chú đã bán 2 con rồi. Một con là 80 triệu và một con là 50 triệu. Đây là 2 con nhỏ hơn. Còn hiện tại ở nhà chú đang gọi là đang giữ con to nhất. Đấy, chưa bán. Con này chú có ý định bán là với giá 130 triệu các bạn nhé. Ai có nhu cầu mua trâu, trâu to, đẹp, béo thì hãy đến với chú Phúng. Có địa chỉ tại làng này, làng gì chú nhỉ? Nà Thần, xã Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng. Đó, đây là con trâu có thể nói là khổng lồ nhất Cao Bằng đến, gọi là đến thời điểm hiện tại các bạn nhé. 130 triệu rất là to. Anh em tính toán là con này nặng từ 850 đến 900 kg trong khoảng đấy. To béo. Đó. To béo lắm đấy. Đó, chú mà vừa rồi kể với tôi, chia sẻ với tôi là anh em ở bên Mèo Vạc Hà Giang ấy sang xem con trâu này và họ trả với giá là 120 triệu. Đó. Và một đoàn khác cũng đến đây xem con trâu này, họ trả 115 triệu nhưng chú không bán. Chú bảo bắt buộc phải được bao nhiêu 130 triệu thì chú mới bán. Đó, to đẹp. Và họ có dùng thước để đo cái chu vi của bụng con trâu này. Cái phần mà gọi là to nhất đấy chú nhỉ? To nhất là vào bao nhiêu cái chu vi của bụng này là vào 2m24 các bạn nhá. Chu vi vòng tròn cái bụng của con trâu ấy, tức là cái họ dùng cái thước để là thước đo mà. Thước dây kia ấy thì vào 2m24. Còn cao là hơn 1m4 một chút. Độ cao của nó ấy. Đó. Và tính toán ước lượng là vào nặng từ 850 kg đến 900 đổ lại trong khoảng đấy chú nhỉ. Chú Phúng nhỉ. Đó, quay mặt chú Phúng một tí để làm kỷ niệm nào. Đấy. Chú Phúng là người chuyên nuôi trâu to và béo. Toàn những con trâu gọi là rất là to. Theo chú kể ấy. Đó. Chú bảo là trước đây chú nuôi một con to hơn con này cơ. Cách đây tầm 3 năm ấy. Bán với giá là 130 triệu. Cũng bán đi Hà Giang à chú? Bán đi Mèo Vạc sang Trung Quốc. Con đấy là... À thế vâng. Chú bảo là bán con đấy sang Mèo Vạc, họ đi đem đi chơi thôi, gọi làm đi chơi thôi. Với giá 130 triệu, to hơn con này một chút. Và về sau đấy là đến năm 2000 à đâu? Năm 2008 hay 1998 à? 2008 nhỉ. Con nuôi thêm một con to bằng con này ấy nhỉ? 2018 đấy. Chú cũng nuôi một con to bằng ngon con này. Nhưng mà lúc đấy giá trâu thấp hơn, đốt bán với giá là 80 triệu, bán đi Lào Cai. Đó. Và hiện tại là đây là con thứ ba. Đấy, một trong ba con khổng lồ mà chú đã từng nuôi. Còn những con mà 6, 7, 80 triệu thì chú nuôi nhiều rồi. Như thế, chú thích nuôi trâu to, trâu béo và trâu dùng để chơi chơi này thôi. Đó. Chứ không phải là trâu thịt. Và trâu thịt cũng được nhỉ, đúng không? Nhưng kia thì mình giá nó tính khác. Lâu rồi, chẳng qua là mình thích nuôi lại trâu chổi và trâu làm cảnh ở trong nhà mình nữa. À đúng rồi. Nếu mà trâu thịt thì giá nó khác các bạn nhá. Giá nó cũng ấy thôi nhỉ, đúng không? Không nói làm gì. Trâu thịt thì giá nó thị trường thì khác rồi, nhưng mà những con trâu chơi, tôi không nói hẳn từ kia ra vì trong trong video thì họ công ty Google ấy nó không muốn nói từ kia nhiều nên tôi gọi là trâu chơi các bạn nhá. Trâu chơi thêm dấu nặng vào dưới ấy. Nói như thế các bạn hiểu rồi. Đó. Đây là những con trâu mua để chơi chơi thôi. Chăn bố béo vô béo các thứ, có thể thịt cũng được. Giá cho thịt nó khác. Đó. To béo khổng lồ, rất là đẹp. Chú nuôi được hơn 1 năm rồi. Lúc mới mua từ miền Nam về tính tất cả các chi phí đã vào 102 triệu rồi. Bây giờ chú bán 130 là bình thường thôi. Vì chăn nuôi phải có lãi, phải kinh tế. Đó. Các bạn có nhu cầu mua trâu thì hãy đến với nhà chú Phúng. Đó. Chú Phúng đọc số điện thoại để mọi người biết không được. Sau này có trâu để họ liên hệ với chú lấy dễ. Chú có nhớ số điện thoại không? Không thì em đọc được mà.
Số điện thoại của chú Phúng như thế nào nhỉ? Em vào gần đấy để anh quay cho cháu xong mọi người nghe luôn. Số điện thoại của cháu là gì? Số điện thoại của bố. Ừ, của bố cũng được. 0397. Rồi. 412935. Ừ. 03 97 97 4129 4129 35 35. Đấy, điện thoại chú Phúng các bạn nhé. Rồi, ok em. Cảm ơn em. Đấy, số điện thoại chú Phúng đấy. Là một trong những người chuyên nuôi trâu to, vố béo các bạn nhá. Trâu to, trâu bản. Đó, con từ 50 triệu trở lên, 50 7 80 triệu là phổ biến. Đấy, còn 8 90 triệu cũng có, và đặc biệt là những con hơn 100 triệu. Nếu mà tôi sở hữu một con trâu thế này tôi cũng thấy sướng lắm rồi. Cháu được sở hữu một con trâu thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Mình nuôi được 10 con thì thành tỷ phú rồi đấy, đúng nhỉ? Nhiều tiền đấy. Phải có vốn là một. Nhiều. Đúng rồi, có vốn là một. Và mình phải có thức ăn cho nó được mới được. Vâng, nóng rồi con, chú ạ. Cho con trâu vào nhà đi. Chú ạ. Tắm nắng một tí á. Nhưng mà cháu sợ nắng quá thôi. Cháu quay chú đem vào chuồng đó, đợi một tí nữa. Khi nào chú thích vào chuồng đem vào chuồng. À thế á? Nắng chang chang này vẫn để đây cả ngày. Để đây cả ngày. Không sợ nó nóng khát à? Sợ đâu mà. À. Châu chổi với châu chui làm cảnh không để trùng thì nó ra ngoài nó chịu không được. À. Ra ngoài để cả ngày nó vẫn chịu được. À thế à? Vâng. Tức là cái dòng châu chơi này ấy, thì mình thả ngoài nắng bình thường các thứ nó chịu lương tốt. À, thế con này có thể cày bừa được không? Mình thử cho nào chưa? Con này cày được. Cày được đấy. Ừ, cái này cày cũng được. Thử rồi. À, cái này là cái ở tầm miền Nam nó phải làm xe kéo. Xe xe kéo. Ừ, xe con này rác xe chứ. Có à. Tức là ở miền Nam họ kéo xe nhiều. Kéo xe. Nhưng mà về mình chỗ mình cày nó lại khác quá. Cày khác, cày được. Cày thử chưa? À, thử rồi, cày được. Là ồ, được con này cày cả ngày không mệt nhỉ? Vâng. Thanh niên nhỉ? Trước mua về thì cày. À, mua về đã cày rồi. Mua về đã cày. Ôi rồi, cày bừa vẫn được các bạn ạ. Vâng. Các bạn có tiền thì có thể mua đi cày nhá. Cày vẫn tốt, cày bừa tốt. Vì ở miền Nam họ gọi là dùng để kéo xe ấy, nhưng mà ở đây cũng cày được. Chú vào thế. Ôi rồi, quay gần một chút nào. Chân to đùng này, như chân voi ấy. Đó, mông thì cũng béo đấy. Nói chung là mông phẳng đấy chú nhỉ? Vâng. Mông phẳng đấy. Đó. Chú tắm bùn ở đâu mà khi tắm bùn ở đâu? Cho nó tắm ở đâu rồi? Hả? Những cái bùn đấy. Ở dưới kia. À. Đó. Khổng lồ. Nặng 8 tạ rưỡi đến 9 tạ. Anh em tính toán như thế. Anh em chuyên nghiệp ấy. Buôn trâu chuyên nghiệp đến đây đo và tính toán như vậy. Đó. Ôi. Ngoài nuôi trâu, bò, lợn ra chú còn nuôi con gì không? Lợn thịt. À, nuôi lợn thịt kia ấy, đúng không? Lợn đen kia ấy. Vâng. Ở đây mình nuôi không tăng trọng gì cả luôn đấy. Không, tăng trọng không cho. Thế con trâu mình nuôi có tăng trâu mình nuôi tăng trọng thế nào không? Con trâu này có tăng trọng thế nào không? Không. Chăn cỏ không? Chăn cỏ với chăn bột ngô à? À, bột ngô. Bột ngô đúng không? Loại này là không phải mình đi bán thịt rồi mình không cho cán lên người ta cho ít tiền ngay. Ừ. Đấy không hay. Đúng rồi. Ừ. Chăn thịt là không hay. Ừ. Đấy các bạn nhớ, chú chăn rau xanh với bột ngô, rau cỏ voi thứ ấy. Vừa rồi tôi thấy chú ủ lên men hay sao, có phải chăn trâu không? Ủ cỏ voi gì đấy, đúng không? Với men ấy, men vi sinh ấy. À. Đấy, đúng rồi. Cái đấy là rất là tốt mà. Dâu bò chua. Ừ, bò chua ấy, cho nó thành chua lên. Sau mình chăn bò, chăn trâu. Đấy, nói chung là không tăng trọng, không tăng cám gì cả. Chăn rau xanh với ủ chua thôi. Ủ chua lên men vi sinh thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Ôi dồi ôi. 130 triệu. Như tôi chẳng bao giờ có tiền mua con trâu này. To quá. Đắt quá. Đem vào chuồng anh nhỉ? À. Nóng quá đem vào chuồng. Để về nhà cháu. À, dạ vâng. Dạ.
Đẹp thế, khổng lồ các bạn ạ. Một 130 triệu. Đó. Cao hơn 1m4. Cao hơn 1m4 một chút. Và cái vòng chu vi của cái phần bụng này này, cái chu vi các bạn nhé, không phải đường kính mà chu vi vòng tròn ấy, là vào 2m24 các bạn nhé. Vừa rồi các chủ buôn trâu từ Mèo Vạc sang xem và đo hết rồi, họ tính toán cả rồi. Họ trả 120 triệu nhưng mà chú không muốn bán. Đó. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa quay một video rất là đặc biệt về con trâu, gọi là tạm thời gọi là con trâu to nhất của tỉnh Cao Bằng, có địa chỉ tại Nà Thăn, Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng, đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình này, sau đó bấm vào cái chuông bên cạnh để biết được những video mới nhất khi tôi đăng lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.